Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Nay 125, lột xác cực kỳ tinh tế, đi cùng rất nhiều đồ chơi hàng chất. Cái phiên bản Nay 125 là một trong những cái dòng xe có tuổi đời và ngày càng chìm lắng trong cái giới độ xe. Nhưng thời gian gần đây, cộng đồng mạng có một cái dịp không khỏi xôn xao đến từ cái xứ ở chùa vàng khi lộ diện một cái bản dẫn là Honda Nay 125 là cực kỳ khủng. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Đối với cái cụm thắng của cái bản độ Nay 125 hôm nay, thay mình tìm hiểu, đây là cái chiếc lẫy thắng phụ dùng để điều khiển hệ thống thắng phía sau, chuyên dùng cho những cái dòng lực mô tô phức lớn trong cái trường đua. Bây giờ nó được người chủ đảo ngược vị trí, đồng thời bổ sung thêm bản lề CNC và cái khúc kỹ mới để tận dụng làm cái cụm thắng. Vốn cấu tạo từ nhôm lít chất lượng, diện mạo của chiếc lẫy thắng này giờ đây trông là đẹp mắt hơn bao nhiêu hết. Với một vài điểm nhấn nhá như cái bình dầu khói, nắp của đèn nạ và đầu bóng S. Không hề chọn phong cách cán trợ lực âm trong nhiều cái bản dọn khác, người chủ cái chiếc này 125 hôm nay đã khoe hết cái vẻ đẹp của cây trợ lực Olin Medium bằng cách gắn nó lộ đôn hoàng. Cái trục của cái phát trợ lực chính và cái vị trí ốc nằm ở lường giữa. Cứ nhìn cái phần lường giữa của chiếc xe hôm nay sinh ra để gắn được cái dòng trợ lực vậy. Cái cụm con bên kia của chiếc xe đang tận dụng là cái cụm của Cunningham ICS, cấu tạo từ nhôm lít nguyên khối giống hệt như cái cụm thắng phía đối diện. Ở diện kia đông trần này còn có phát hiện thêm cái cụm công tắc Winwick sặc sỡ, màu sắc rất nhiều, rất nhiều nút bấm cho người chủ tha hồ trong việc chế giáo. Heo thắng trước tận dụng cho mình một cái con heo 2 bit chân đứng độc đáo. Cái dòng heo này lần đầu tiên mình mới được chiêm ngưỡng và có cấu tạo từ một khối nhôm nguyên chất, trải qua quá trình CNC tạo thành phẩm và cái hình dạng là mô lắp chứ không phải là hai mảnh ghép như cái dòng heo phổ thông hiện nay. Đi cùng có heo độc đáo này một loạt những món đồ chơi đặc mắt như cái đĩa của Rainbow, đầu bấm và ngắt chọn quần. Trong những cái sự đặc biệt nhất trên cái bản dọn đến từ cái xứ chùa vàng này mà các bạn hay thường bắt gặp, đó chính là thích phong cách đặc cam đồng niền và chủ yếu trang bị cho mình cái dòng niền đến từ Android Boras, đến từ của Tây Ban Nha, một cái dòng niền quốc dân ở bên Thái Lan. Dàn chân của cái chiếc xe hôm nay đã bị xâm chiếm bởi một cái máy đùm CNC đi cùng cụ đĩa CNC bóng loáng. Càng thắng nguyên bản cũng được thay mới bằng càng thắng của KTM để tăng cái chút đặc sắc và bắt mắt. Nếu so với những cái mẫu như Olin Hennigan thì cái dòng phục Suwa Avantis trên cái bản dọn hôm nay được lòng nhiều anh em bên Thái hơn ở chỗ là nó trang bị sẵn cái dụng cụ HPA. Cụ thể nó chỉnh được cái phần tải trọng của phục một cách dễ dàng mà không cần quá nhiều thời gian. Cái bộ dụng cụ này trên cặp phục nó được xây theo cái hướng giúp cho người chủ có thể hạn chế tối đa trong việc cắt cầu dàn áo. Bộ nồi nguyên bản được thay mới bằng cái bộ nồi của SMA chuyên dành cho những cái hệ máy là 125cc của hãng Honda. Người chủ có cảm giác bóp con chuyển số rất bốc, gia tốc mạnh mẽ ở nhiều giải tua máy. Dung tích buồng đốt đã gia tăng đáng kể từ thay đổi 2 van thành 4 van cùng với hệ thống khung xăng FI. Đó chính là lý do người chủ bắt buộc phải thêm cái lọc chất của Daytona và một cái bộ cua Titan kích thước lớn để đáp ứng cái nhu cầu khí thải và cho cái khối động cơ đã được nâng cấp hoàn toàn mới. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Vario 1/10 dọn cực đẹp phiên bản của Lead. Với rất nhiều những thay đổi thiệt đến từ Olin, Fando, Raceboy đã làm diện mạo bên ngoài của chiếc Vario hôm nay trở nên lạ hơn, lung linh và rất là sang trọng. Cái phần đầu xe được khoét rộng tí xíu để người thợ lắp được cái cụm thắng của Rainbow Costa Costa. Đây là phiên bản đến từ cái dòng ICS, ngoại hình nó to hơn làm nó bật phần đầu cách hoàn hảo nhất. Bên ngoài còn có cụm công tắc Domino đi cùng với cụm đề máy nhanh để thương hiệu cũng đến từ Domino. Dàn chân trước sự kết hợp hài hòa giữa ba hiệu lớn gồm có dầu heo xám ôm nhẹ theo đúng cái thế ốc của con heo của Fando 2 mét xứng. Bên cạnh còn có chiếc đĩa của Gaffer nó bật đính kèm giật cái mâm của Rainbow 8 cây thông qua những cái chốt quy nằm. Trong khi cái nhẫn xếp sau nâng cấp phục Olin bình dầu điền nằm trên, phiên bản này giúp cho cái lực đàn hồi yên mái hơn, đi kèm kích thước ti lớn giúp chiếc xe bộ cua được nhẹ nhàng không bị sát khi tiến độ cao. Hãy thảo thì dùng cho mình cái bộ cua Yusura kết hợp cùng với cổ Titan đem ngoại hình nó đẹp hơn cho con xe cưng. Cái mẫu bon này được phía Nhật Bản sản xuất dành riêng các dòng tay ga phổ thông phân khúc là 150cc. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.